Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa anh chị em, hôm nay là ngày hành hương của gia đình Phật Tạ Thánh Tâm. Trời mưa như thế này nhưng anh chị em từ nhiều nơi trong giáo phận vẫn quy tụ với nhau để thực hiện cuộc hành hương hôm nay. Cái điều đó nói lên tấm lòng của anh chị em đối với Chúa. Xin Chúa chúc phúc cho tất cả anh chị em. Gọi là Phật Tạ Thánh Tâm là bởi vì chúng ta ý thức tình thương của Chúa và đồng thời lại ý thức sự vô ơn và tội lỗi của mình, cho nên mới nói đến Phật Tạ. Và vì thế Phật Tạ gắn liền với sám hối. Giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi thiếu sót của mình và thành tâm sám hối, xin Chúa tha thứ để cộng đoàn xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng con càng ngày
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, vì tội lỗi chúng con, Chúa đã muốn cho thánh tâm con một Chúa bị đâm thâu, khiến kho tàng tình yêu vô biên được mở ra cho chúng con hưởng nhờ. Xin cho chúng con hằng sốt sắng tôn sùng thánh tâm Chúa và biết đền tội chúng con cho cân xứng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trụy cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi ông Timôthê. Anh thân mến, anh đã theo sát đạo lý, cách sống, dự định của tôi. Anh đã thấy lòng tin, sự nhẫn nại, lòng yêu mến, sự kiên trì của tôi. Anh đã biết những cơn bắt bớ, những sự đau khổ tôi đã gặp ở Antiochia, Iconio, Lystra. Đã biết tôi chịu bắt bớ như thế nào. Nhưng Chúa đã giải thoát tôi khỏi tất cả. Vả lại, những ai muốn sống đạo đức trong Đức Kitô Giêsu đều sẽ bị bắt bớ. Còn hạng người xấu xa và bịp bợm sẽ ngày càng xấu hơn. Họ vừa lừa dối, vừa bị lừa dối. Phần anh, hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai, và từ thời thơ ấu, anh đã biết sách thánh. Sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ. Nhờ lòng tin vào Đức Kitô Giêsu, tất cả những gì viết trong sách thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành. Đó là lời.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan không thái biết màu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, khi đọc Kinh Thánh, anh chị em thấy là Chúa có nhiều chọn lựa, xem đã có vẻ khó hiểu. Chẳng hạn như khi Chúa muốn chọn một người làm vua của dân Israel, Chúa sai tiên tri Samuel đến một gia đình có đông con trai lắm, nhưng mà Chúa lại không chọn những anh lớn cao lớn, đẹp đẽ, có kinh nghiệm, mà Chúa lại chọn cái đứa con út, nó đang đi chăn chiên ngoài đồng, phải gọi nó về, nó là David. Rồi Chúa muốn chọn một người lãnh đạo giáo hội công giáo của chúng ta, Chúa lại đi chọn ông Thánh Phêrô, là cái ông mà chối thầy 3 lần. Rồi khi Chúa chọn một người để giao cho cái nhiệm vụ rất lớn là đi rao giảng tin mừng cho dân ngoại, thì Chúa lại chọn ông Thánh Phaolô, là cái ông mà nổi tiếng về đi bắt bớ hội thánh, bắt bớ những người tin Chúa. Lạ lùng vậy. Đức Giáo Hoàng Benedicto trong một bài giảng, Ngài nói rằng Chúa liều quá. Chúa giao giáo hội cho những người như vậy thì quả là Chúa liều quá. Những chọn lựa rất là khó hiểu. Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay cũng nói với chúng ta như vậy. Chúa chọn một dân làm dân riêng của Ngài, mà Chúa lại chọn Israel. Mà Israel đâu có phải là một dân tộc lớn vào thời bấy giờ. Phải nói tới Ai Cập chẳng hạn, chứ còn Israel là nhỏ chút xíu à. Và trong bài tin mừng thì Chúa Giêsu kêu lên: Lạy Cha, con chúc tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, mà Cha lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Anh chị em nhớ lại coi, các thánh tông đồ của chúng ta vào thời bây giờ so với bao nhiêu người khác thì có phải là kẻ bé mọn không? Chỉ là những người thuyền trai, bình dân, ít học. Vậy mà Chúa lại chọn và Chúa mặc khải cho những người bé mọn. Chúa trao cái trách nhiệm hết sức là nặng nề. Cho nên khi đọc Kinh Thánh, mình thấy rất rõ cái chọn lựa của Thiên Chúa, xem nó có vẻ khó hiểu.
Vậy tại sao Chúa lại làm như thế? Chắc là phải có nhiều lý do. Nhưng mà lý do nổi bật nhất là chính qua sự chọn lựa như vậy, chúng ta mới thấy rõ tình thương vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tình thương vô điều kiện có nghĩa là Chúa thương chúng ta không phải là vì mình giàu có, không phải là vì mình tài năng, không phải là vì mình làm được cái này cái kia. Chúa không cần. Nhưng tình thương đó là một tình thương cho không. Giống như anh chị em thương con của anh chị em, và còn hơn thế nữa, một tình thương cho không, một tình thương biếu không. Và đó chính là sứ điệp mà việc tôn sùng phát tạ thánh tâm Chúa Giêsu muốn làm nổi bật lên. Trong lịch sử hội thánh, cái phong trào phát tạ thánh tâm Chúa Giêsu này là một phong trào đạo đức như thế để đi ngược lại với một quan niệm, với một chủ trương, với một lối sống thời bấy giờ. Người ta nhắc đến một vị giám mục tên là Jansenius. Ngài viết một tác phẩm rất lớn về thánh Augustino. Và trong đó Ngài nhấn mạnh rằng vì tổ tông con người phạm tội cho nên là bản tính nhân loại hư hoại hết, và vì thế chẳng làm được cái điều gì tốt, toàn làm chuyện xấu xa tội lỗi thôi. Và nếu có thể làm được điều gì tốt lành thì đấy là nhờ ân sủng của Chúa, mà Chúa ban ơn cho một số ít người thôi, để những người đó sống thật là thánh thiện đạo đức, chứ còn đa số thì đi xuống ngục hết à. Tôi không biết là Ngài nghĩ làm sao, nhưng mà có thể là nhiều người nghĩ rằng một quan niệm như thế sẽ thúc đẩy người ta sống đạo đức tốt lành để hy vọng mai sau được Chúa cứu. Thế nhưng mà trong thực tế thì người ta lại nghĩ khác. Và nếu chỉ có một số ít người được cứu độ thì chắc chả đến lượt mình. Mà nếu đã không đến lượt mình thì đã mất đời sau thì tội gì mất đời này. Thế thì thôi, đời này là mình chơi xả giàn, phạm tội thoải mái, đằng nào đời sau cũng mất rồi. Hóa ra không khuyến khích người ta sống đạo, mà lại là cớ để người ta sống bê bối. Và những người mà cố gắng sống đạo thì sống trong sự sợ hãi, đến với Chúa như là một kẻ tôi tớ, đến với một ông chủ, một ông vua thích trừng phạt, thích đẩy mình xuống hỏa ngục, đầy sợ hãi, đầy âu lo. Nhưng ngược lại, cái phong trào tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu mà kết tụ lại nơi hình ảnh thánh tâm Chúa, anh chị em rất là quen thuộc, một trái tim bừng cháy lửa yêu thương, một trái tim như là bị đội máu gai và chảy máu nhưng mà vẫn không ngừng yêu thương. Cái hình ảnh đó nói với chúng ta một dung mạo Thiên Chúa hoàn toàn khác. Không phải là một ông vua thích trừng phạt để ta xuống hỏa ngục, mà Thiên Chúa là một người cha đầy tình thương, giàu lòng thương xót, và mời gọi chúng ta đến với Ngài trong tâm thế của những đứa con, chứ không phải là tôi tớ. Sống tình thảo hiếu với Cha trên trời, Chúa muốn chúng ta sống trong cái tâm thế, trong tư cách của những người con, chứ không phải là tôi tớ. Và khi đến với Chúa bằng tình thương như vậy, anh chị em muốn con cái của anh chị em đến với anh chị em như thế nào?
Lúc nào nó cũng nhìn anh chị em như quan tòa, rồi nó xa tránh anh chị em, hay là anh chị em muốn con cái mình, nó thương mình, nó đến với mình, nó tâm sự, nó chia sẻ, nó nỉ non với mình. Và anh chị em hết lòng yêu thương nó. Chúa muốn chúng ta đến với Chúa như vậy. Và khi đến với Chúa bằng tâm thế của những đứa con thảo hiếu, thì mình cũng biết đến với nhau bằng tâm tình mà Chúa Giêsu kêu gọi: các con hãy học với ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong tâm hồn. Hiền lành và khiêm nhường. Anh chị em theo dõi tin tức trên thế giới thì chắc cũng biết là ở bên Mỹ tuần vừa rồi, không những là khổ sở vì đại dịch COVID-19 mà lại còn thêm những cuộc bạo loạn nữa. Thế thì tôi nhớ đến hai hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất là anh cảnh sát, anh bắt một người da đen, rồi anh lấy đầu gối anh đè cổ người ta ở dưới đất, rồi đến độ cái anh da đen đó thở không được nữa, rồi chết. Cái hình ảnh đó nó được phát tán ở trên mạng xã hội và nó tạo nên cả một cuộc bạo loạn. Không chỉ là biểu tình để phản đối mà là cả bạo loạn. Và cái hình ảnh thứ hai cũng lại là quỳ gối, nhưng mà không phải là quỳ gối để đè lên cổ người ta, mà là rất nhiều cảnh sát đối diện với những người dân đi biểu tình thì họ quỳ gối và cúi đầu. Một cái cử chỉ bày tỏ sự xin lỗi, sự đồng cảm, sự khiêm tốn, sự hiền hòa. Và chính cái hình ảnh đó nó hóa giải bạo lực, nó đem lại bình an. Cho nên chỉ lấy bạo lực mà đáp lại bạo lực thì nó càng sinh ra bạo lực. Nhưng mà chính sự hiền hòa và khiêm tốn lại hóa giải bạo lực. Đó là điều mà Chúa Giêsu của chúng ta thực hiện trong cuộc thương khó và trên thập giá. Và đó là điều mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: hãy học cùng ta, vì ta hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Cho nên thưa anh chị em, ước gì cuộc hành hương này của gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm và hình ảnh Thánh Tâm Chúa ngự trị trong gia đình của anh chị em thường xuyên nhắc nhớ mỗi chúng ta đến với Chúa trong tình con thảo, và đến với nhau trong gia đình, trong giáo xứ, ngoài xã hội bằng sự hiền hòa và khiêm tốn. Và lời cầu nguyện mà chúng ta thầm thì hàng ngày với Thánh Tâm Chúa phải là: lạy Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con giống như trái tim Chúa. Amen. Chúng ta đến với Người, vì thế chúng ta hãy dâng lời chúc tụng và cầu xin. Thiên Chúa, các ngươi đã chọn các ngươi để làm dân riêng, xin Chúa gìn giữ các linh mục trong thánh tâm Chúa và thánh hóa các ngài, để nhờ đôi tay hiến tế hằng ngày các ngài sẽ đem ơn Chúa đến cho nhân loại và đưa dẫn mọi người về với Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhập
sinh ra bởi Thiên Chúa. Xin cho mọi tâm hồn Kitô hữu biết đáp trả tình yêu cao vời của Chúa, để tâm hồn bé mọn họ sẽ đón nhận được mặc khải tình yêu của Ngài, biết sống bác ái và truyền bá tình thương. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Xin Chúa trở nên nguồn trợ lực, an ủi, đỡ nâng cho Đức Giám Mục, các linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi người tín hữu, để không có gì có thể tách chúng ra khỏi lòng yêu mến Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin Thánh Tâm Chúa biến đổi trái tim của mọi đoàn viên gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm chúng ta, nên giống trái tim hiền lành và khiêm nhường của Chúa, để ngọn lửa bác ái luôn bùng cháy nơi chúng ta, thành khí cụ yêu thương của Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng con, dù chúng con bất xử chúng con đối với tình yêu Chúa, và xin ban cho chúng con biết trung thành, yêu mến, phụng sự Chúa như Chúa mong muốn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, vì tình yêu khôn tả của Thánh Tâm Đức Kitô Con Chúa hằng ưu ái, xin vui lòng chấp nhận những lễ vật này như của lễ hy sinh đền tội chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Hợp là lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì tình thương lạ lùng khi chịu treo trên thập giá, Người đã tự hiến thân vì chúng con. Từ cạnh sườn bị đâm thâu, Người đã để máu và nước chảy ra hầu khơi nguồn các bí tích của hội thánh. Nhờ đó khi mọi người chúng con được lôi cuốn đến cùng trái tim rộng mở của Đấng Cứu Thế thì được luôn vui mừng múc tận nguồn ơn cứu độ muôn đời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và không ngừng tung hô rằng: Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con đã xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức. Vì vậy lạy Chúa,
khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Phêrô, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ theo như những ý lễ xin chiều hôm nay mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, 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 amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta giáng nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con về danh Cha cao sang, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mời. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái trong trái tim người. Nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Hàng năm đời con sống chưa chan lời ca, trong trái tim Chúa như nồi hồng, con sinh đường như bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mãi nhà người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Hàng năm đời con sống chưa chan lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nhớ hoa. Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say mến hồng ân. Là trái ngon, những trái ngon dưỡng nuôi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên trời. Là đóa hoa, là tiếng ca, gọi lòng con vui bước về nhà. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái
trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin đường nghe Chúa bảo ban. Dạy dỗ con biết sông sao thâm tươi tình son. Tìm bước theo đường nên yêu, biết thương trao biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi người. Trái tim hồng tin Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, con tình tin Chúa trái tim nở hoa. Chúa ba ngôi chi thánh, chúng con tuyên xưng Chúa là đấng toàn năng và là Cha giàu lòng thương xót. Nay chúng con đến trước nhan Chúa, xin Chúa thương xót nhân loại chúng con trong cơn dịch bệnh đang lan rộng nhiều nơi trên thế giới cũng như trên đất nước chúng con. Xin Chúa ban cho các nhà cầm quyền và các nhân viên y tế ơn khôn ngoan và can đảm tìm ra những phương thế ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này. Xin Chúa an ủi và chữa lành những anh chị em bị nhiễm bệnh và nâng đỡ gia đình họ trong lúc khó khăn. Xin Chúa đón nhận những anh chị em đã qua đời vì dịch bệnh và đón nhận họ vào nhà Chúa muôn đời. Sau cùng, xin mang thánh thần Chúa xuống trên chúng con, biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa để chúng con góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, đem tình thương và ơn lành của Chúa đến cho muôn người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho bí tích tình yêu này hằng lôi kéo chúng con đến cùng Đức Kitô Con một Chúa, để chúng con được cháy lửa yêu mến nồng nàn và biết nhận ra người hiện diện trong mỗi anh chị em chúng con, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Thưa anh chị em, từ hồi Tết tới giờ, vì dịch Covid-19 cho nên nhiều sinh hoạt tôn giáo ở trong giáo phận của chúng ta bị đình trệ, trong đó có các cuộc hành hương mỗi thứ sáu đầu tháng. Hôm nay gia đình Phật tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu quy tụ về đây coi như là khởi đầu lại, bắt đầu lại những cuộc hành hương thứ sáu đầu tháng. Và anh chị em cũng thấy cha tổng đại diện chuẩn bị từ tượng Chúa cho đến bàn thờ cho đến lễ đài cho nó mới mẻ sạch sẽ để đón tiếp anh chị em. Và tôi biết anh chị em nhiều người ở nhiều nơi xa, và dù mưa như thế này nhưng mà vẫn cố gắng quy tụ về đây. Xin cảm ơn anh chị em rất nhiều và mong anh chị em tiếp tục hăng say hoạt động tông đồ. Giáo phận của chúng ta có phát triển và tiến tới không chỉ là nhờ giám mục và các linh mục, tu sĩ nam nữ,
nhưng còn nhờ rất nhiều vào anh chị em giáo dân, đặc biệt là những anh chị em giáo dân hoạt động trong các hội đoàn tông đồ. Cho nên rất mong anh chị em hăng say, nhiệt thành trong đời sống Kitô hữu của mình và trong hoạt động tông đồ. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa. Từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Là đấng cao thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lạy xong chúc anh chị em đi bình an. Trời xin cho che chở bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiển vinh sang lan. Lạy ra thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu. Lạy trai tìm cực thanh cự tinh ra thanh Đức Bà Maria. Lạy ông thanh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, nữ vương ban sự bình an. Lạy thánh nữ Fortina, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.